các bác đến xem cái phiên chợ ở trên vùng cao em như nào nhé. Phiên chợ xuân, chợ Tết ở trên Cao Bằng em, đặc biệt là cái huyện Quảng Uyên, tức là bây giờ hiện ngày xưa là huyện Quảng Uyên, bây giờ ghép lại rồi thành huyện Quảng Hòa, là xem có những cái gì thú vị không nhá. Đây nhá, đây là sắp đến chợ, sắp đến thị trấn Quảng Uyên rồi, hay còn gọi là chợ đấy. Đấy, cái khu vực bên kia là chợ này. Đó. Chỗ này là chỗ bán quần áo này. Cái áo vàng này tại sao vào Tết, vào xuân là có nhiều áo vàng như vậy? Thường thì là áo vàng nhiều như vậy là ở trên này có cái phong tục văn hóa là sau vào mùa Tết là anh em người ta hay, các gia đình ấy, họ hay làm gọi là làm cầu may cho trẻ con, và bắt buộc là mỗi một đợt như vậy, mỗi một lần làm cầu may như vậy là mọi người sẽ mặc một cái áo vàng cho đứa trẻ con như này trong vòng khoảng 15 ngày. Đó, để gọi là phù hộ đấy. Cho nên là vào Tết là trên này có rất nhiều áo vàng đây, thấy không? Từ còn bé bé đây này, trừ trẻ con bé bé rồi lớn đến người lớn làm hết đấy nhá. Đấy là cái lễ cầu may. Còn khi nào cái lễ cầu may như nào thì em sẽ làm một cái clip riêng cho mọi người xem nhá. Bây giờ em chỉ đi giới thiệu sơ qua thôi. Đây, em sẽ dẫn mọi người đến, gần như là trong cái clip này em sẽ dẫn mọi người đến những cái đặc trưng nhất của trên cái chợ phiên ở trên quê em nhé. Em không dẫn mọi người đi những cái nó bình thường mà mọi người đã nhìn thấy rồi. Đây này, cái hương này. Đây là hương tự nhiên. Hương này là mình tự làm ấy bà nhỉ? Vâng. Ở đây là mình ở trên làng Phía Thấp xuống đúng không? Vâng. Làng Phía Thấp nó cũng là một cái làng mà, một cái làng nghề đặc trưng của người Cao Bằng nhé. Làng nghề đặc trưng của người Cao Bằng mà chuyên làm cái hương tự nhiên này. Hương này cực kỳ an toàn đấy ạ. Hương này an toàn đấy nhá. Hương tự nhiên, làm tự nhiên 100%, chứ không dùng hóa chất đâu nhá. Cái này bà không dùng hóa chất đâu bà nhỉ? Không có hóa chất gì đâu. Và ở trên làng, trên Phía Tháp là chuyên làm hương, còn một làng nữa là người ta chuyên làm giấy nữa nhỉ. Mua đi. Cái này không biết mẹ đã mua chưa? 10.000 ba bó. 10.000 ba bó. Đây là mình làm bằng cái gì? Cây hương nhỉ, phải không bà? Cây hương đúng không? Bằng lá cây đúng không? Lá cây hết mà. Dạ. Tết là ai đi cũng sẽ mua sắm những cái này. Hương, cây hương này là nó hương tự nhiên nên nó không có độc hại. Không có độc hại, vâng. Đây là giấy này. Đó. Cái giấy này là cũng giấy làm thủ công nhá. Giấy này ngày xưa người Trung Quốc người ta hay ghi ấy, là làm từ cây gì nhà bà nhỉ? Cây keo đúng không? Không phải cây keo. Cây kia ở trên quê em gọi là co mảy tha. Co mảy tha. Phải rồi, đấy. Là cái này là lấy về đập ra đúng không? Đập ra là nấu. Nấu lên xong rồi mới thả xuống nước váng lên đúng không? Thôi cháu xin phép nhé, đặt hàng nhé bà ơi. Dạ. Còn các quầy này là họ bắt đầu bán rồi. Các chị giò ngon thế. Đi phóng sự nhà quay lên đi. Ok. Chợ Tết. Có nhiều cái túi này, là cái túi này hay nhỉ. Túi thổ cẩm. Cái đây là không chắc không phải vàng đâu mà là người ta mạ thôi. Có những cái đồng bạc người ta hay lấy về cho trẻ con. Đây lại hương này. Cam thất. Quán phở đặc trưng. Lát nữa em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái quán phở cực kỳ đặc trưng ở cái vùng đất Quảng Nguyên của em. Một quán phở vịt cực kỳ ngon luôn. Và gọi là số 1 ở Quảng Nguyên này. Khi nào mọi người lên thì mọi người cứ vào đấy mà thử nhé, mà thưởng thức nhé. Phở vịt là một cái món cũng rất là nổi tiếng của người Cao Bằng quê em. Giò. Quầy này là bán rất là nhiều hương.
Đó, bà con nán hương. Đây là sạp hàng bán gạo. Đấy, bán gạo này. Cái này là cái rổ này họ đan tự nhiên nhé mọi người nhé, họ tự đan đấy, bà con người ta tự đan đấy. Tôi ăn bánh cuốn đi. Đây, hết sót, đúng đặc điểm, đúng đặc trưng của người Cao Bằng luôn này. Bánh cuốn Cao Bằng, đây là đặc sản đấy mọi người ạ. Dạ, cho dạ, bà. Dạ, bánh cuốn Cao Bằng đây ạ. Ăn luôn. Đây, vào những cái mâm bánh cuốn như này là mới gọi là đặc trưng nhá mọi người nhá. Chứ em xin phép em quay nhá. Dạ. Ăn bánh đi chú ơi. Dạ, cháu ăn bánh đi ạ. Cháu đang đội ăn bánh đây ạ. À, cho em à, Thảo ăn trứng không? Cho em một trứng một giò nhé. Của em là một trứng một giò. Giò này bắt đầu là người ta sẽ cho xuống nước canh để cho nó ủ ấm. Ui ngon nhỉ. Đây là nước dùng, nồi nước dùng này là họ sẽ tùy từng người nhé. Mỗi một gia đình họ sẽ có cái cách làm nó khác nhau. Ngon hay không ngon là do nồi nước dùng này và do bánh. Làm bằng bột gạo nhá. Cái này là bột gạo đoàn kết đấy nhỉ cô nhỉ. Nếu mà gạo khác là làm không ngon đâu. Mà làm không được ấy đúng không? Dạ. Dạ. Đây là một mình sẽ lựa chọn một cái loại gạo riêng nhá mọi người nhá. Không phải là gạo nào cũng làm được. Mà món bánh cuốn Cao Bằng là một cái món cực kỳ đặc trưng. Mọi người khi mà đến du lịch Cao Bằng đừng bỏ qua những cái món về món bánh cuốn nhá. Đừng bỏ qua một bánh cuốn Cao Bằng. Đây chị hôm nay là chị phải hai đồi nhỉ? Hôm nay hai đồi chị. Dạ. Cái đây là dùng bằng mỡ lợn hết đấy, không phải dầu nhé, dùng mỡ lợn nhé. Dạ, không dùng dầu. Ăn đi. Anh đang đợi giò, anh đang đợi trứng. Đây suất của em đây. Một giò một trứng. Đó, cái này là giò đấy, lấy về nguội rồi người ta sẽ làm như này, cho xuống trước để trứng này. Đó, rồi bắt đầu hấp xuống. Không quá chín, nếu mà chín quá thì không ngon chị nhỉ? Vâng. Hôm nay làm là hôm chợ 26 là làm liên hồi luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ là anh chụm chụm này. Đây ăn như này thôi nhưng mà ăn rất là rẻ. Khoảng 10 đến 15 nghìn thôi. Ngon. Bán 3 bánh, 2 bánh. Khi nào lên Cao Bằng nhất định các bác phải ghé thăm các quán bánh cuốn ở Cao Bằng. Còn nếu cần thì liên hệ cho em thì em sẽ tư vấn cho bác cái quán mà ngon nhất thế này. Nhớ mời bác nhé. Bye bye bye, tay à bye. Bye tay. Sang khu vực này là toàn bánh kẹo đấy các bác ạ. Bánh kẹo, quần áo cũng như ở dưới xuôi mình thôi. Chủ yếu đây, đây là một cái rất là đặc trưng của người Cao Bằng nữa. Bác ơi, cháu xin phép cháu quay ghi hình một chút nhé. Đây là cái khuôn làm bánh kẹo này mọi người này. Đây là khuôn làm bánh kẹo bác nhỉ. Cái khuôn này được bao nhiêu phong bác? 18 phong nhỉ? Vâng. Cái này làm ấy là bởi vì làm cái khuôn này là phải tháo được nhá mọi người nhá. Chứ không phải là cái khuôn cố định đâu. Mọi người được ăn bánh khảo nhưng mà có khi đôi khi mọi người không biết làm bánh khảo kiểu như thế nào. Và đây là cái khuôn gỗ. Cái này là không có cái đế đâu, bởi vì là đế thường giải lên trên báo nhá. Chống hết đài trên báo. Còn cái này là cái để mà khi mà ép ấy là cho bột xuống là ép khuôn ép như thế này. Đó. Vâng, có cái to cái nhỏ bác nhỉ? Vâng, có cái to cái nhỏ. Nếu mà cái này mà nó lỏng ra, nó khít, nếu mà nó không khít hết thì nó sẽ dạng như kiểu như là nó bị bọt ra đúng không? Nó phải cả hai cái đầu này nó khít hết đúng không? Vâng. Nó phải khít hết làm không được. Khít hết làm không được đâu. Làm này phải chính xác lắm nhá, cái phong bánh khảo đẹp hay không đẹp là do cái khuôn này mà ra. Nếu mà không làm cẩn thận là không ra này. Cái này là cái mâm. Cái này là cái mâm nhé. Cái mâm gỗ. Ở trên quê em hay dùng cái mâm gỗ này nhiều lắm. Bởi vì là trên em là nhà sàn. Đó, nhà sàn. Nhà sàn là dùng cái gỗ cái này để mà làm mâm thắp hương này. Còn đương nhiên đây là con dao cắt bánh khảo đấy bác nhỉ? Dao cắt bánh khảo. Mỗi một kiểu dao nó lại một kiểu khác nhau nhá mọi người nhá, chứ không phải là lấy cái dao thái thịt về làm là chắc làm không được đâu nhỉ. Dày quá. Dày quá đúng không? Đấy. Là các bạn mới cưa máy CD. Vâng, có nhiều người bảo là ồ có con dao chặt sắt chặt thép vậy tại sao lấy về dùng bếp là không được. Mỗi một cái tính năng người ta lại yêu cầu một cái hoàn toàn nó khác nhau, cái thiết kế hoàn toàn khác nhau nhá, cái chất lượng hoàn toàn khác nhau. Chứ mọi người đừng có đánh đồng là cái này cái kia được nhá. Mà cháu xin phép nhé, bác bán đắt hàng nhé. Đây là sạp hàng hoa quả. Đây là sạp bán cây cảnh. Đó, đây là hoa quả. Thực ra là hôm nay đi chợ phiên thì toàn là hàng Tết là nhiều thôi mọi người ạ. Hàng Tết là nhiều thôi. Không có cái gì đặc trưng lắm. Đây hoa Tết đây. Hoa này là hoa giấy. Đây là Tết năm nay là nhiều lá dong, năm nào vậy nhiều lá dong. Thường là người ở dưới Hà Nội ấy, em thấy là mọi người hay
đông từng xe chở xuống dưới kia rất là nhiều luôn. Đấy từng xe đấy trên Cao Bằng xuống. Đây là rong này, là lá rong này anh em người ta, bà con người ta lấy ở trong rừng là nhiều ấy, chủ yếu lấy trong rừng thôi, kiếm trong rừng, không ai trồng cái này đâu, ít lắm. Hầu như trồng chỉ là để trồng gọi là thôi. Đây là cái chày, cái ếch châu, vẫn còn bán cái ếch châu đây này. Ếch châu này là bây giờ bà con hay dùng ở trên để đi giấy, làm giấy là nhiều thôi nhỉ? Cái này làm giấy là nhiều thôi. Chắc giờ bây giờ nhiều khá nhiều, nó máy móc nhiều rồi không ạ? Vâng, cái này là cái ếch châu nhá, vẫn còn đây. Cái này là cái đòn gánh. Ở trên quê em này không phải là nơi nào cũng đi được xe cơ giới hết đâu mọi người ạ. Đây là cái đòn gánh này, mọi người để ý này. Cháu xin phép ghi hình một chút nhá ông nhá. Dạ, dạ, vâng. Đấy là những cái đặc trưng nhất, em chỉ quay những cái đặc trưng nhất của người Cao Bằng thôi. Dạ. Quê ông ở đâu? Quê Cái Bồ. À, Cái Bồ à? Vâng. Dạ, dạ. Đấy, ông cụ ông thì bán ngày xưa là thành một nghề của ông đấy. Tức là ngày xưa chưa có nhiều, ngày xưa chưa có nhiều máy móc thì là mình còn bán được nhiều ông nhỉ? Dạ. Vâng, còn đây là cái chày này. Cái chày này là hay để giã bánh dày. Dạ. Dạ, cháu xin phép ông nhé, ông đặt hàng nhé. Dạ, cái đây là cái khuôn bánh khảo, lúc nãy anh em có nói với nhau ấy là đây là cái khuôn bánh khảo, khuôn làm bánh khảo. Xếp vào đẹp đẹp. Xếp vào đẹp đẹp, dạ. Cháu xin phép cháu quay một chút. Dạ. Vâng. Dạ. Đấy, đây là toàn là các ông ngày xưa, tức là cái nghề truyền thống ấy. Đến bây giờ thì các ông vẫn còn làm, vẫn còn giữ cái nét truyền thống riêng của người trên dân tộc mình. Những cái đặc trưng này là những cái đặc trưng văn hóa đấy mọi người ạ. Dạ thôi cháu xin phép nhá, các ông bán hàng nhá, đặt hàng nhá. Dạ. Đây này, thớt này, mâm này. Đây thớt mâm. Đây mâm này, thớt này, ghế này. Đây là thớt nghiến đấy. Đây mới gọi là nghiến chuẩn này. Nhìn nó xù xì vậy thôi nhưng mà nghiến này là nghiến chuẩn đấy. Đấy. Chứ ngoài tơn tơn đẹp đẹp là ngon á. Đây là bà con người ta tự làm đấy. Thôi bây giờ mình đi vào trong này thôi mà, bởi vì một cái chợ nó rộng lắm mọi người ạ. Chợ nó rộng lắm, rộng mênh mông luôn. Cho nên là cũng không đi hết được đâu. Em chỉ review những cái góc mà nó mà đẹp nhất, mà góc đặc trưng nhất. Vịt quay này. Đó, ngon không? Anh, em xin phép em quay ghi hình một chút anh nhé. Ôi nhìn ngon này. Thôi bây giờ mình sẽ dẫn, em sẽ dẫn các bác vào trong chợ bán thịt lợn. Đây là chợ, đây là cái đỉnh chợ mà chuyên bán thịt lợn ở trong cái chợ Quảng Hòa nhé, chợ Quảng Nguyên. Đây. Đó. Cái clip hôm nay em quay về chợ phiên đến đây là kết thúc mọi người nhé. Thực ra ấy, chợ phiên ở trên Cao Bằng quê em nó sẽ có những cái nét đặc trưng như vậy trong cái clip em đã quay qua. Nhưng mà chắc chắn là trong clip nó sẽ còn nhiều cái thiếu sót. Hy vọng rằng mọi người sẽ đóng góp nhiều cái ý kiến hơn.
để em có thể làm những cái clip nó hay hơn, hoặc là có những cái chủ đề, hoặc có những cái nét đặc trưng văn hóa ok hơn và hay hơn nữa cho mọi người nhé. Xin chào mọi người, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.